Bây giờ chúng ta bắt đầu vào học nhá. Ok ạ, phần NTE này cực kỳ quan trọng. Cực kỳ quan trọng luôn ạ. Ở cái buổi số 1 này thì chúng mình sẽ hướng dẫn các cháu cùng với hai phần. Một phần là gọi tên, một phần là phản ứng thủy phân NTE. Đấy chưa? Thế thì ở đây chúng mình có, ở cái đầu cái tài liệu này thì chúng mình có cái phần là tên một số axit thông thường. Đây, chúng mình có tên của các axit thông thường. Đấy, đầu tiên chúng ta tại sao lại phải nhớ đến những cái tên này? Bởi vì tên NTE nó liên quan đến tên axit nhá. Đây này, chúng mình nốt lại cho các cháu nhớ này. Tên este nhá, mọi este chúng ta thì có dạng thế này. Mọi este thì có dạng này, R C O O R phẩy, được chưa? Vậy thì cái tên là este nhá. Tên este thì nó sẽ bằng này. Đây. Tên nhóm thế R. Tên nhóm thế R phẩy nhá, tên nhóm thế R phẩy. Cách cộng với lại tên thường của axit tương ứng. Tên thường của axit tương ứng, của axit tương ứng. Được chưa? Bỏ x thêm a. Bỏ x thêm a. Để cho các cháu nhớ chưa? Đấy, đấy là tên của este nhá. Tên R phẩy cộng tên thường của axit tương ứng, bỏ x thêm a. Ok không ạ? Thế ở đây chúng ta cần nhớ những tên axit. Phần này các cháu hay bị quên nhiều nhất nên chúng mình có nốt ở đây này. Đầu tiên là HCOH thì tên gọi của nó là axit formic, đúng không ạ? CH3COH thì tên thường của nó là axit acetic. Đây chúng mình ghi lại xong chúng mình đọc lại tên cho các cháu biết cách đọc tên thôi. Mình học bài hôm nay để mấy hôm nữa đi lên trên trường mình đọc tên cho nó xịn sò nhá. Anh số 3 là axit propionic tại nó có ba carbon, mẹ em phải, được chưa? Prof. Anh thứ tư là axit butyric bởi vì nó có bốn carbon này. 1 2 3 4, chúng mình đã cẩn thận chúng mình ghi cho các cháu là C3H7COH rồi. Rất là cẩn thận nhá. Tiếp tục là anh này có nhóm CH3 đính vào vị trí carbon số 2, các cháu nhìn kỹ nhá. Nên được gọi là axit isobutyric. Bao nhiêu cháu không biết cái tên này ạ? Bao nhiêu cháu không biết cái tên này ạ? Bao nhiêu cháu không biết cái tên này comment xuống dưới để chúng mình biết, chúng mình còn độ ạ. Ok. Hãy share lại video này bởi đây là một video free ạ, và giúp chúng mình tag các bạn và cháu vào đây vậy. Anh số 4, anh số 5 chúng ta nhìn nhá, anh số 5 ạ. Cách nhớ này, 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon, 4 carbon, 5 carbon. Có 5 carbon. Có 5 carbon thì số la mã của 5 là V, nó là axit valeric. Tương tự anh em của nó, CH3 cắm ở vị trí carbon số 2, axit isovaleric nhá, các cháu nhớ nhá. Thế thì vậy ở đây axit béo thì chưa quan trọng lắm. Axit đa chức thì cũng chưa quan trọng lắm. Các cháu có nhớ cho chúng mình 1 2 3 4 5 này đã. Được chưa? Năm cháu này đã, tí chúng ta làm chúng ta sẽ nhớ lại tiếp. Được chưa? Thế ở bên này chúng mình sẽ có là tên một số gốc hydrocarbon. Đây. Ở bên này chúng mình sẽ có tên một số gốc hydrocarbon. Đây. Tên một số gốc hydrocarbon, cái tên một số gốc hydrocarbon này thì là các cháu biết hết rồi. Đúng không? Đây nhá. CH3 thì gốc này gốc metin. CH5 thì gốc này là gốc etin. Được chưa? CH3, CH2, CH2 gốc này là N-propin. Gốc này là isopropin. Gốc này là N-butin. Được chưa? Gốc này là isobutin. Gốc này là setbutin. Thường đến setbutin thì không cần thi nữa rồi. Được chưa? Đến gốc này cần nhớ rồi. Anilin, vinin, phenin. Được chưa? Và benzin. Được chưa? Ok, chữ Vinh chào cả nhà. Hello, chào cháu mến. Chào Nguyễn Thị Phương Vân. Hello, đấy. Thấy nhá, đây là phần gọi tên thì chúng ta muốn gọi tên được chúng ta phải nhớ cái này. Chúng mình xin phép chúng mình tháo cái này ra để tí nữa chúng ta check ở trong này. Chúng ta làm chúng ta phải có cái bảng để chúng ta tra. Thì cái bảng này là cái bảng để chúng ta tra tên để tí chúng ta gọi tên cho nó xịn sò. Được chưa? Đấy, học với chúng mình học nó kiểu phải phải xịn sò mình mới học. Ok, đấy chúng mình tháo cái giờ này ra rồi. Bây giờ sang bên này, sang bên gọi tên đây. Đấy, sang bên gọi tên nhá, các cháu nhìn nhá. Các cháu nhìn nhá. Đây chúng mình nhắc lại cái tên gọi tên này. Chúng mình nhắc lại cái phần gọi tên cho cháu nhớ này. Đây. Chúng mình nhắc lại phần gọi tên nhá. Tên este này. Tên este là R, các cháu nốt lại. R C O O R phẩy. Được chưa? Thì bằng tên của R phẩy cộng với lại tên của axit tương ứng, bỏ x thêm a. Và chú ý cái tên này nó phải là tên thường nhá. Chúng mình lưu ý cho chúng mình là cái tên này phải là tên thường. Ok, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Anh đầu tiên ạ. Anh đầu tiên là HCOCH3 thì tên của nó là gì ạ? Ok. Hello, chào tất cả các cháu ạ. Hôm nay chúng mình sẽ hướng dẫn các cháu cái buổi học lại từ đầu este, buổi số 1 gọi tên và phản ứng thủy phân của este. Chúng ta học cái phần đầu tiên là phần gọi tên. Phần gọi tên của este thì chúng mình nhắc lại
là nó gồm là tên của gốc R phẩy cộng với tên của axit tương ứng cộng với x cộng với H nhá, các cháu nhớ lại nhá. Vậy ở đây này, bây giờ này, nhìn kỹ này. Đầu tiên này, chúng mình có này. Cháu này là R phẩy này. Đây, cháu này R phẩy. Cháu này là RCOO đúng không? Vậy cháu CH3 này có tên là gì? Đấy thì ở bên trong cái tờ bảng tra của chúng mình có đây rồi này. Tờ bảng tra này, cháu gốc CH3 là tên là gì đây? Các cháu nhìn thấy không? Nhìn rõ không ạ? Cháu gốc CH3 này tên là gì? Metin. Metin nha. Được chưa? Thế còn anh HCOO này là của một anh axit. Đây thì các cháu nhìn, HCOH là axit formic đúng không ạ? Vậy chỗ này sẽ là metin gì ạ? Tên axit tương ứng là formic. Formic nhưng bỏ x thêm H, vậy là thành format. Metin format ạ. Ok ạ, các cháu hiểu không ạ? Các cháu có hiểu không ạ? Hãy share lại video này bởi đây một video free ạ, và giúp chúng mình tag tất cả các bạn của cháu vào đây với ạ, để chúng mình độ hóa cho cả một năm tới đây chúng mình độ hóa. Cái phần tài liệu chúng mình vừa ghi ở phía dưới là các cháu có thể click vào cái link ở phía dưới để lấy tài liệu nhá. Ok, sang anh số 2 ạ. Anh số 2 biết cái thằng HCO này là formic thì chuyển thành format rồi, bây giờ mình chỉ còn nhớ một thằng này thôi. Thằng này là gì các cháu? CH5 là gì đấy ạ? Đây nhìn này. CH3 là metin. CH5 là gì ạ? CH5 là etin đúng không? Etin, các cháu có biết không ạ? Etin. Thế còn lại là gì nữa thôi ạ? HCOO. HCO chúng ta vừa viết xong. Đấy. HCO đây ạ. Đây đây đây, HCO đây. Acid acetic. Acid acetic. Vậy suy ra, vậy suy ra anh này là gì ạ? Etin. Không phải acid acetic, mắt lé, đúng không ạ? Acid formic, đừng bị nhầm như chúng mình nhá. Acid formic. Vậy ở đây là etin. Etin gì ạ? Format. Etin format. Ok. Ngon lành cành đào nhá. Ngon lành cành đào á. Hãy share lại video này bởi đây một video free ạ, và chúng mình đang làm hết sức dành cho các cháu. Cố lên, cố lên, chúng mình độ. Nào, số 3 nào. Gốc này là gốc gì ạ? Đây đây. N-propin đúng không? Đây đây. N-propin đây, các cháu nhìn thấy chưa? Gốc này gốc N-propin nhá. Vậy thì cháu này có tên gọi là gì ạ? HCOO CH2 CH2 CH3 tên gọi là gì ạ? Chúng mình chỉ có 20 cái tên này thôi để cho các cháu cùng học thôi. Và chúng ta nhớ rằng là để mà chúng ta nhớ được bài và gọi được tên SE thật là nuột nhất thì chúng ta nhớ là comment liên tục tên SE xuống dưới nhá, để mà chúng ta coi như là một lần học, coi như một lần nhớ. Vậy anh này sẽ gọi là gì ạ? N-propin. N-propin format đúng không ạ? Format. Đấy. N-propin format. Rất rất dễ thôi ạ. Không có gì khó khăn ở đây ạ. Ở đây có chú Minh rồi, chú Minh độ hết cho các cháu luôn. Không có gì kinh hết nhá. Thằng số 4 ạ. Phần gọi tên este này là các cháu sợ nhất. Thực sự là phần gọi tên này các cháu là sợ nhất. Nhưng mà yên tâm, không sao ạ. Có chú Minh đi rồi. Chú Minh hướng dẫn cho các cháu chống toang hóa luôn. Nào, anh số 4. Anh số 4 chú Minh viết lại nhá. HCOO này, C này, C này, C này. Được chưa? Vậy là nhìn cái nhóm thế này, nó giống với nhóm thế này không ạ? Và nhóm thế này thì tên là gì ạ? Đấy. Vậy là tiếp đầu của nó là gì? Đây, phần đầu đây. Là gì ạ? Iso, iso, propin. Đúng không ạ? Đầu vẫn là đầu gì ạ? HCO. Vậy là đầu chúng ta cứ nhớ chú Minh. Cái đầu HCO này là đầu format nhá. Iso, propin, format. Đấy, một lần làm lướt qua để mình nhớ hết tất cả mọi thứ. Số 5 ạ. Mình lại nhớ cái gốc này là gốc gì ạ? Số 5 mình lại nhớ cái gốc này gốc gì? Đây, thang anh số 5 đi ạ. Hết rồi, hết rồi, hết rồi. Đây chúng ta nhìn đây là anh số 4, 4 carbon. 4 carbon là gì? 1, 2, 3, 4. Nhìn rõ chưa ạ? Nhìn rõ chưa ạ? 4 carbon đây là gì ạ? N-butin nhá. N-butin. Vậy cháu này nó sẽ là N-butin. Vẫn là format nhá. N-butin format. Ok, sang số 6 ạ. Sang số 6, N ở đây là để chỉ là mạch nó dài, thẳng, không phân nhánh nhá. N là để chỉ mạch thẳng dài, không phân nhánh ạ. Hãy share lại video này bởi đây một video free ạ, và giúp chúng mình tag tất cả các bạn và cháu ở trong video này vậy ạ. Đây chúng mình đang hướng dẫn cho chúng ta cái cách học gọi tên este gọi là siêu nhanh nhất nhá, với tốc độ cao nhất để giúp cho tất cả các cháu đều có thể học giỏi được phần este ạ. Hãy share lại video này bởi đây một video free ạ, và giúp chúng mình tag tất cả các bạn và cháu vào đây các bạn. Chuẩn bị đến phần tặng quà. Ok ạ.
Nào câu số 6 ạ. Nào câu số 6 ạ. 6 anh này là gì ạ? 6 toang đấy ạ. Đây. HCOOC C C C đúng không ạ? Cháu này nó phải là gì? Đây các cháu nhìn này. Sét-bu-tin nhá, nhìn nó chưa? Đây nó phải là sét-bu-tin. Sét-bu-tin format. Nhớ chưa? Sét-bu-tin format. Nhớ nhá. Ok. Bảy nào. Bảy nào, bảy nào, bảy nào, bảy nào. Sang cái anh số 7 này là anh mà rất rất nhiều bạn bị sai. Sang cái anh số 7 này là anh rất rất nhiều bạn bị sai. Và các cháu hãy thử cố gắng gọi tên thằng số 7 xem. Tất cả các cháu mà gọi tên anh số 7 này không quan tâm là đúng hay là sai, chúng mình sẽ gửi quà cho các cháu nhá. Chỉ cần comment, chỉ cần comment đáp án thôi, chỉ cần comment cái tên của anh số 7 thôi, bất kỳ comment kiểu gì cũng được. Chỉ cần là comment thì chú Vinh sẽ ngay lập tức gửi quà cho các cháu là chọn bộ phần 30 câu Ancol hay ở đâu chọn bộ phần là ST lý thuyết ST buổi 1 ngày hôm nay của chú Vinh dành cho các cháu nhá. Chọn bộ lý thuyết ST buổi 1 chỉ cần comment và share lại. Chỉ cần comment là cái câu số 7 này tên nó là gì và share lại video livestream này thôi. Bước 1 là share video livestream ạ. Bước 2 là comment ạ. Nào 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 nào. Bước 1. Đây có cháu Văn Sang. Văn Sang comment đầu tiên đây. Phenin format liệu có đúng là phenin format không các cháu ơi? Văn Sang chưa xe, chưa có quà. Nhá, bước 1 phải xem Nguyễn Huyền My benzin format, không biết là đúng hay sai nhưng cứ xe lại video livestream là có quà. Đây, Nguyễn Huyền My, chú Minh gửi quà ở phần comment bình luận cho Nguyễn Huyền My luôn. Đấy, bước 1 xe lại video livestream, bước 2 comment là ngay lập tức có quà. Ok, Nguyễn Huyền My nhá. Đinh Văn Toàn, hello chào Đinh Văn Toàn. Đinh Văn Toàn xe lại chưa? Đinh Văn Toàn chưa xe, chưa có quà. Hello Khải Nguyễn xe lại chưa? Khải Nguyễn xe lại chưa nào? Khải Nguyễn chưa xe, chưa có quà. Hello Phương Nguyễn xe lại chưa nào? Phương Nguyễn xe lại chưa? Phương Nguyễn xe là ui, Phương Nguyễn là tổ chức xem chung này. Quý nhất mấy bạn tổ chức xem chung như chú Minh cơ. Gửi quà luôn cho cháu nhá. Khi click vào link quà này thì sau này các cháu sẽ liên tục nhận được các cái buổi thông báo livestream của chú Minh nhá, thế là yên tâm luôn. Và nhớ rằng là để nhận được thông báo livestream của chú Minh thì nhớ đặt xem trước fanpage và click vào nút chuông ở bên cạnh. Chú Minh sẽ chỉ gửi quà cho những cháu nào share lại video livestream của chú Minh nhá. Và comment đáp án. Đấy, ví dụ như cháu Hưng Nguyễn này, đấy cháu Hưng Nguyễn này share rồi này, gửi quà cho Hưng Nguyễn vừa nãy có quà rồi. Ok ạ, bước 1 share video livestream chú Minh lại về tường. Bước 2 comment đáp án. Nguyễn Thị Thượng này, Nguyễn Thị Thượng share chưa này? Nguyễn Thị Thượng share rồi, gửi quà luôn cho Nguyễn Thị Thượng. Đấy, thấy không? Đấy các cháu cứ ngoan là có quà, cả năm tới sẽ có rất nhiều quà. Ok. Hãy share video livestream của chú Minh lại về tường và comment đáp án ạ. Comment xem cháu gọi tên đúng hay sai ạ. Chưa chắc bạn đã comment đúng luôn nhá. Cháu này có quà rồi, Lê Hà Trang, Lê Hà Trang có quà rồi đúng không? Chú Minh gửi quà cho Lê Hà Trang rồi đúng không? Hello, chào Đào Minh, Đào Minh đã share video livestream chú Minh chưa? Đào Minh chưa share, chưa có quà. Các cháu ơi nhớ này, bước 1 share video livestream Phương Linh này. Phương Linh trốn học đi chơi với gấu. Phương Linh share rồi. Bước 1 share lại video livestream của chú Minh lại về tường. Bước 2 comment cái tên gọi mà cháu nghĩ ạ. Đây là cái buổi học tên đầu tiên của ST. Bài mới toanh đầu tiên ạ. Hiện tại bây giờ ở Đại học Y Hà Nội là tuần sau chú Minh bắt đầu dạy vào chương trình lớp 12 ạ. Cháu nào ở ở Đại học Y buổi sau có thể đến học buổi học đầu tiên free của chú Minh tối thứ 6 ở giảng đường B3 Đại học Y ạ. Hello, Tiến Anh Trần, chào Hoàng, chào Nguyễn Thị Thu, chú Minh xin phép gửi quà cho nốt bạn Nguyễn Thị Thu. Bạn Thu chưa xe chưa có quà. Vậy thì gửi quà cho bạn Diễm xem bạn Diễm đã xe chưa? Bạn Diễm chưa xe cũng chưa có quà. Ok. Mình chữa nha. Mình chữa nha. Nào, các cháu muốn nhận quà thì hãy comment liên tục tên nhá, comment liên tục tên của các cái chất sau đây ạ. Nào mình có này. Câu số 7 ạ, câu số 7 tên là gì ạ? HCSOC6H5. Các cháu nhìn nhá, cái nhóm C6H5 tên nó đây này. Đây. Hay còn được viết là C6H5 một vạch. Tên của cháu nó là phenin ạ. Phenin cơ ạ. Phenin phải nó là gì ạ? Phenin format các cháu nha. Phenin format rất toang nhiều cháu luôn. Toang cực kỳ nhiều luôn ạ. Sang anh số 8 ạ. Anh số 8 xem tên nó là gì ạ? Xem nào các cháu có biết không? Chú Minh đang bí mật đấy, chú Minh đang chưa nói gì. Chưa nói gì luôn. Nào thử xem nào anh số 8 tên gì ạ? Xem có biết anh số 8 không? Một cái nhóm thế này trông lạ thế nhỉ?
trông lạ hoắc. Nhóm thế này chúng mình đã từng dạy rồi đấy ạ. Đây 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 đây. Lộ luôn ạ. Đây nhìn thấy không? CH2 nối đôi CH một vạch. Vinin. Đừng nhầm lẫn hai này nhé. Thằng này là nhóm CH2 nữa. Thêm một vạch. Cháu này chỉ có CH2 CH nối đôi CH một vạch thôi. Nhóm thế này vinin. Vậy anh này tên là gì ạ? Anh này tên là gì ạ? Các cháu có biết không ạ? Nào cùng comment cho mình xem nào. Vinin. Vinin format ạ. Vinin format. Ok. Nhớ chưa ạ? Mình cứ gọi như này là sau này mình nhớ hết tên rồi ạ. Anh số 9 ạ. Anh số 9 chúng mình vừa nhắc xong nhỉ? Anh số 9 chúng mình vừa nhắc xong ạ. Mình phải gọi tên thì mình mới nhớ chất, mình mới nhớ chất thì mình mới làm được các bài sau, chứ không các bài sau đề bài cho ông ta tên gọi là hồi toang hết. Nhân tiện đây chúng mình xin giới thiệu với các cháu là chúng mình có chọn bộ full 4 khóa học. Khóa học thứ nhất là khóa học về nền tảng lý thuyết, khóa học thứ hai là khóa học chia dạng bài tập cơ bản, khóa học thứ ba là khóa học tổng ôn, khóa học thứ tư là khóa học luyện đề dành cho 2K3 ôn thi trung học, dành cho các cháu lớp 11, sorry ạ, dành cho các cháu lớp 11 nói nhầm ạ, dành cho các cháu lớp 11 ôn thi trung học phổ thông quốc gia nhá. Bạn nào mà muốn đăng ký khóa học thì vui lòng inbox cho chúng mình với nick Vũ Tuấn Minh. Ok ạ. Câu số 9 ạ. Anh này tên là gì ạ? Đây. Gốc An Linh. Thế bao nhiêu cháu thấy rằng là nếu mà có cái tờ này của chúng mình thì không sợ cái việc gọi tên ạ? Bao nhiêu cháu thấy rằng có cái tờ này của chúng mình thì không còn kinh việc gọi tên nữa, comment em cái ạ để lấy cái tờ này ạ. Chỗ này là gì? An Linh format nhá. An Linh format. Thấy không? Cái tờ này của chúng mình kinh khủng không ạ? Ok, câu số 10 ạ. 10 tên là gì ạ? Tờ này của chúng mình biến hóa được hết. Cân hết tất cả mọi thứ ạ. Ok, chúng mình xin chào tất cả các cháu đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay cùng với chúng mình Mia Linh ạ. Cái niềm hạnh phúc của chúng mình ngày hôm nay khi được dạy các cháu là cái niềm vui khi mà chúng mình có thể dạy được cho thật nhiều cháu không bị toang phần ET ạ. Hãy share lại video này bởi đây một video free ạ, và giúp chúng mình tag tất cả các bạn của các cháu muốn học cái bài đầu tiên lớp 12 vào đây với ạ. Chúng mình chống toang hóa học ạ. Ok ạ, anh này tên là gì ạ? Đấy, cái thằng này là C6H5 thì là phenin. Thế còn lại cái thằng mà C6H5 mà thêm cái nhóm CH2 này này thì nó là benzin. Các cháu nhớ nhá. Vậy nó tên là benzin ạ. Được chưa? Benzin. Vậy ở đây chúng ta có đây là benzin. Benzin ạ. Benzin gì ạ? Format nhá. Benzin format. Căng không ạ? Ok, vậy là vừa nãy là chúng mình vừa hướng dẫn chúng ta gọi tên khá khá nhiều gốc để chúng ta thuộc tên gốc. Đúng không? Để mà luyện được kinh khủng hơn thì dĩ nhiên chúng ta phải làm thật nhiều ạ. Các cháu có thể lấy cái file này về cho các cháu in ra, cho các cháu gọi gọi tên, gọi đi gọi lại liên tục nhá. Câu số 11 ạ. 11 tên là gì ạ? 11 này căng hơn ạ. Cháu này vừa nãy, từ nãy giờ mình gọi mình biết rồi. Đây, trong này chúng ta ghi là cháu này là tên là metin, đúng không ạ? Vì đầu này là metin. Nhưng mà cái đầu axit này thì bởi vì là dịch, chúng ta nghĩ chúng ta chẳng nhớ gì hết, đúng không ạ? Thế phải quay trở lại đầu axit, nó chúng mình tô vàng đầu axit để là biết vàng chóe 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 là mình nhớ rồi. CH3COH. Vậy cháu này là gì? Axit acetic, nhìn nó chưa? Axit acetic. Vậy là mê tín. Mê tín gì ạ? A C tát nhá. Mê tín A C tát. Ok ạ. 12 ạ. 12 ạ. Bao nhiêu cháu đồng ý rằng là có cái tờ thần thánh để của chú Minh thì cân được hết tất cả mọi thứ ạ? Bao nhiêu cháu đồng ý ạ? Bao nhiêu cháu đồng ý và comment phứa phứa tên gọi câu 12, chú Minh sẽ lại gửi cho vào inbox của từng cháu một cái tờ đề này ạ. 12 ạ. Nhớ xe nhá, bước 1 xe lại video livestream này lại về tường. Bước 2 là comment cái tên gọi mà cháu nghĩ là câu 12 này là đúng. Đấy, sau đó là chúng mình sẽ gửi ngay lập tức cái tờ tài liệu buổi học ngày hôm nay mà cho cháu ạ. Nhớ nhá, bước 1 là phải xe ạ. Bước 1 là phải xem anh 12 tên gọi là gì ạ. Bước 2 mới comment tên gọi của anh 12 ạ. Được chưa? Sau đó chúng mình sẽ gửi cho các cháu luôn cái tài liệu ngày hôm nay học ạ. Đây Nguyễn Huyền My đây. Ok, gửi cho Nguyễn Huyền My luôn. Nguyễn Huyền My xe rồi, gửi ở trong phần comment. Hình như phần comment này chúng mình cũng gửi rồi. Đấy, Huyền My vào phần comment chúng mình lấy nhá. Bước 1 xe ạ. Ok ạ. Mail fan. Mail fan nào. Mail fan. Chưa xe, chưa xe, chưa có được ạ. Khổng Quỳnh Nguyễn. Hoàng Quỳnh ạ. Hoàng Quỳnh xe chưa. Hoàng Quỳnh xe chưa. Hoàng Quỳnh chưa xe rồi ạ. Thu Hiền ạ. Thu Hiền xe chưa. Khổ lắm. Toàn các cháu chưa xe rồi ạ. Các cháu chưa xe thì chưa nhận được quà. Khổ lắm ạ. Các cháu nhớ nhá. Bước 1 là xe lại. Đây. Đấy. Ví dụ như Thu Hiền nhận được quà rồi, nó comment lần nữa là nhận được quà lần nữa. Ok. Đây rồi, Mạnh quay xe rồi, lâu lắm mới thấy Mạnh quay xe. Chào Mạnh quay xe nhá. Mạnh quay xe chưa xe thì lấy đâu ra? Mạnh quay xe lại đi, lại chưa xe. Hoàng Phạm này.
Hoàng Phạm xe chưa này, Hoàng Phạm xe chưa để lấy tài liệu chứng minh này. Hoàng Phạm xe chưa, Hoàng Phạm xe rồi, có tài liệu luôn, ship ngay lập tức vào inbox luôn. Đấy, ok, gửi quà luôn cho Hoàng Phạm về phần gọi tên ạ. Phần gọi tên cực chất của chúng mình Mia Linh ạ. Ok, Mạnh quay xe, Hoàng Phạm thiện chí chưa nói gì. Tổ quân, tố quân, tổ quân, tổ quân, tổ quân xe rồi, gửi quà cho tổ quân. Tự học vẫn giỏi, càng nhờ. Tự học vẫn giỏi nhưng có chứng minh độ thì còn may mắn hơn gấp 10 lần. Ok, chào tổ quân. Hello, chào tổ quân nhá. Chào Hà Đỗ, Hà Đỗ lại comment đây rồi. Hello, chào Hà Đỗ. Phần này chúng mình xin phép chỉ gửi quà cho 10 cháu thôi. Hà Đỗ xe rồi, gửi quà cho Hà Đỗ. Hà Đỗ có quà rồi. Ok ạ. Bước 1 xe lại video livestream chúng mình ạ. Bước 2 comment ạ. Lê Nhật Hào ạ, hôm nay toàn các cháu comment mới thôi ạ. Hôm nay chúng mình đang dạy các cháu ở buổi đầu tiên của chương trình lớp 12 ạ. Buổi đầu tiên chương trình lớp 12 luôn ạ. Hãy share lại video này, bởi đây một video free ạ. Và giúp chúng mình tag tất cả các bạn các cháu vào đây ạ. Đây là buổi đầu tiên học về 12 dành cho tất cả các cháu trên cả nước luôn ạ. Chào Huỳnh Ngân. Chào Huỳnh Ngân. Huỳnh Ngân xe chưa? Huỳnh Ngân xe rồi, gửi quà luôn ở phần comment cho Huỳnh Ngân. Chúng mình xin phép chúng mình gửi quà thêm cho hai cháu nữa thôi để mình vào học, không các cháu lại quên mất đúng không ạ? Huỳnh Ngân rồi. À, Hương Hương này, Hương Hương có quà chưa? Hương Hương có quà chưa? Hương Hương xe rồi. Hương Hương gửi quà cho Hương Hương này. Quốc Oai Hà Nội này. Hello, chào Hương Hương, Hà Nội là ở cùng nơi với chúng mình đấy. Có điều hình như chúng ta hơi xa nhau Hương Hương nhỉ? Chào Nguyễn Trang, Nguyễn Trang kêu là Nguyễn Trang xe rồi. Xe là cháu này nhiệt tình. Cháu này nhiệt tình xe rồi, gửi quà luôn cho cháu này. Ok, tí nữa sang phần câu đầu tiên và trắc nghiệm chú Minh lại tặng quà tiếp nhá. Nào, mình quay trở lại phần gọi tên xịn sò chúng ta. Nào, gọi tên tiếp nào. Cùng gọi tên chú Minh nào, xem anh 12 ạ. Anh 12 gọi tên là gì ạ? C2H5 CO C2H5 ạ. Xem nào, CH5 thì tên là gì đấy? Ê tín đúng không? Đây đây, ê tín, ê tín. Vậy cháu này là ê tín. Được chưa? Xem nào. Xem nào, xem nào. C2H5CO. C2H5CO các cháu nhìn nó chưa? Axit gì đấy ạ? Propionic ạ. Propionic. Vậy anh này sẽ là ê tín propionate. Được chưa? Ê tín propionate. Ok. Câu số 13. Câu số 13 căng hơn đấy ạ. Nhóm này mình biết rồi. Nhóm này nhóm N-propin để đặc tả chúng ta là mạch thẳng dài. Đúng chưa? Cứ thẳng dài là N. N-propin. Được chưa? Thế đầu này đầu CH3 cơ, một axit cực kỳ đặc biệt ạ. Đầu này đầu CH3 đấy các cháu nhìn nhá. Đây này. CH3 này tương ứng với cháu này. Đây các cháu nhìn này. Chúng mình viết lại cái thằng này xem có đúng là CH3 không. Đây chúng mình viết cho các cháu nhìn nhá. Đây là C2 H3 COH. Các cháu nhìn nó chưa? Đúng là nó không ạ? Tên nó là axit acrylic nhá. Tên nó là axit acrylic. Được chưa? Axit acrylic. Vậy suy ra anh này sẽ là gì ạ? N-propin acrylate. Acrylate. N-propin acrylate. Ok. Ngon lành cành đào đúng không ạ? 14. Căng hơn một chút nữa. Chúng mình đang kéo căng căng dây đàn lên một chút, bởi vì là sau này chúng ta sẽ còn hỏi học căng hơn nữa. Ok ạ. Anh 14 này, gốc này là gì ạ? Gốc này chúng mình vừa hướng dẫn rồi nhá. Tên gốc thế. Đến đây, bây giờ chúng mình nghĩ rằng là tất cả các cháu đều có thể gọi được tên Fe nhá. Tên Fe là gì ạ? Bằng tên gốc cộng với tên axit, đúng không? Bỏ x thì mát. Thế về cái gốc này, 4 carbon ạ. Mẹ em phải bón cái gì ạ? N-butin ạ. Đây nhìn thấy không? Đúng N-butin ạ. N-butin 1 2 3 4. Gọi nhiều là quen thôi ạ. Phần này chỉ có gọi nhiều là quen nhá. N-butin. N-butin ạ. Đầu này đầu axit gì đấy? Ui C6H5COO. Căng nhờ. C6H5CO thì anh này là axit nhá. Đây là chúng mình ghi ở đây cho cháu nhớ này. C6H5COOH thì cháu này là axit benzoic, được chưa? Axit benzoic. Vậy thì ở đây nó sẽ là N-butin benzoate nhá. Được chưa? Các cháu nhớ chưa? Anh 14 là N-butin benzoate. Rồi ok, chúng mình thấy rất nhiều cháu comment đúng luôn đấy ạ. Ok nào, sang 15 nào. 15. 15 bây giờ lại ngược ngược một chút đúng không ạ? Này, đây mới chỉ là luyện gọi tên thôi chứ sang trắc nghiệm chúng mình còn kinh khủng hơn nhiều đấy ạ. Cực kỳ căng đấy ạ, căng hơn dây đàn ạ. Nào câu số 15 ạ. 15 nhóm thế này nhóm thế gì ạ? Nhóm thế này nhóm thế gì? Nào các cháu còn nhớ nhóm thế này nhóm thế gì? Mình vừa mới viết xong thôi.
Mình vừa mới viết xong nhé. Xem nào, anh 15 tên gọi là gì ạ? 15 tên gọi là gì ạ? Theo các cháu nghĩ 15 thì tên gọi là gì? Ok. Nào, hãy share lại video này, bởi đây là một video free ạ. Và giúp chú Vinh tag tất cả các bạn bị mất gốc của các cháu vào trong video này với ạ. Cảm ơn tất cả các cháu đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chú Vinh ạ. Đây là một buổi học free ạ. Giới thiệu một chút là bạn nào muốn đăng ký các khóa học dành cho học sinh lớp 12 thì vui lòng inbox cho nick Vũ Tuấn Minh hoặc là comment ở cái link ở phía dưới thì sẽ ngay lập tức được chú Minh hướng dẫn tận tình về các khóa học lớp 12. Ok ạ. Hãy share lại video này ạ, bởi đây là một video free ạ. Ok. Nào tiếp tục nhá, anh này là gì ạ? Anh này tên gì đấy? Vinin, đúng không ạ? Vinin. Vinin gì ạ? Vinin. Xem bao nhiêu carbon à? 1 2 3 4. 4 carbon xem axit là gì? Đây, 1 2 3 4 chúng mình đánh số 4 ở đây cho dễ nhớ. Axit N-butyric, thực ra cho các cháu gọi là axit butyric cũng được. Được chưa? Vậy đây là vinin gì? Butyrat các cháu nhá. Các cháu nhớ. Vinin butyrat ạ. Đấy, mình phải gọi tên làm sao? Lúc đầu chúng ta gọi tên dễ đúng không ạ? Càng về sau càng khó hơn, bởi vì thi thì càng ngày càng khó hơn, nên là chúng mình sẽ có những cái này để dành cho các cháu. Câu số 16 ạ, 16 gọi tên xem nào. Metin cái gì đây ạ? Metin gì ạ? 1 2 3 4 5. Ui, 5. 5 carbon thì tên axit là gì ạ? Đây này. Số 5 chúng mình ghi rồi này. 1 2 3 4 5, 5 carbon axit valeric. Được chưa? Đấy, vậy ở đây nó sẽ là metin gì? Metin valerat. Ok. Nhớ chưa ạ? Metin valerat. Ok, gọi nó hơi bị đấy, thế thì cái phần este này mà chúng ta mà không gọi tên thật nhiều thì chúng ta không thể nhớ được. Chúng mình khẳng định luôn nhá, este nó một gần như một cái việc mà chúng ta bỡ ngỡ trong việc chúng ta học nhá. Thì các cháu chú ý rằng là phải vào đây chúng ta phải cùng đọc với chúng mình, nó giống kiểu tiếng Anh nữa, mình cùng đọc thật nhiều thì mình sẽ nhớ nhá. Thế anh này là gì ạ? Anh này ngon rồi, giờ gọi nhanh đúng không? 17 là vinin acetat, cháu này hay thi lắm ạ. Cháu này cực kỳ hay thi ạ. Vinin acetat. Anh 18 ạ. 18 gọi nhanh cho chú Binh xem anh 18 là gì ạ. 18 gọi nhanh cho chú Binh là gì ạ. 18 các cháu có nhớ không ạ? Nhóm thế này là nhóm thế gì ạ? Ui quên cái nhóm thế này á. Quên cái nhóm thế này thì lại mở vào cái tờ thần thánh của chú Binh thôi. CH2, CH, CH2, anlin. Đúng không ạ? Vậy cháu này sẽ là gì? Anlin. Đúng không? Đầu CH3. Đầu CH3 là acid. Acetic. Vì nó chuyển thành acetat. Anlin acetat. Ok. Ngon lành cành đào. 19 nào. 19 ạ. 19 nhóm thế này nhóm thế gì ạ? Vừa mới học xong. Vừa mới học xong luôn thôi ạ. Hãy share lại video này bởi đây một video free ạ và giúp chú Vinh tag các bạn mất gốc của cháu ở đây ạ. Đây tờ thần thánh đây. Gốc đó là gì? Benzin. Nhá, cứ dán cái tờ thần thánh vào ở trên bàn học, nhớ hết. Benzin. Benzin gì đấy ạ? Acetat. Benzin acetat. Anh cuối cùng nào. Anh cuối cùng nào. Chốt hạ anh 20 này. Chốt hạ anh 20 xem bao nhiêu cháu trả lời đúng anh số 20 ạ. Anh số 20 là cái gì ạ? Anh số 20 là trạng thái nào ạ? Xem nào. Đấy, bài đầu tiên lớp 12 đấy ạ. Nó căng như dây đàn vậy ạ. Nhưng mà yên tâm, có chú Binh độ rồi thì có gì phải sợ nữa đâu ạ. Ok. Rất là cảm ơn tất cả các cháu học lớp 11 đang theo dõi buổi học ngày hôm nay, ủng hộ chú Binh ạ. Hãy share lại video này và đây là một video free ạ và giúp chú Minh tag tất cả các bạn có cháu mất gốc vào đây vậy ạ. Anh này là gì ạ? Không cần sử dụng tờ này nữa. Metin 1 2 3 pro pi o nat. Xong nhá. Xong gọi tên nhá. Ok, sang trắc nghiệm lý thuyết được chưa ạ? Ok ạ. Đây, trắc nghiệm lý thuyết. Đây, cháu nào muốn đăng ký học off thì liên lạc theo số điện thoại của chúng mình nhé. 0901928558 của chúng mình nhá. Nào, câu số 1 này. Bây giờ lúc nãy mình làm xuôi, bây giờ mình làm ngược. Đấy, bây giờ đến phần comment đáp án ạ. Ok. Nào, bây giờ nhá. Cháu nào mà comment đáp án câu số 1 nhá và share lại video livestream chúng mình lại về tường thì ngay tức nhận quà chúng mình. Sang phần trách nhiệm rồi, câu số 1 ạ, comment phứa phựa đáp án đi ạ. Để chúng mình tặng quà nào. Ở câu số 1 để chúng mình lại tặng quà cho 10 cháu nhá. 10 cháu nào nhanh tay share video livestream chúng mình lại về tường và comment là đây Đặng Vân Anh nhanh nhất. Xe nào, cháu này xe chưa? Đặng Vân Anh xe chưa? Cháu này xe rồi, gửi qua cho cháu Đặng Vân Anh luôn, gửi qua phần bình luận luôn. Đặng Vân Anh tí vào phần bình luận lấy nhá. Đặng Vân Anh, đấy, gửi qua cho Đặng Vân Anh ạ. Bước 1 là share lại video livestream chúng mình ạ.
Bước hai comment đáp án ạ. Đây, Tiến Anh Trần này. Tiến Anh Trần xe chưa? Chưa xe, chưa có quà. Xem nào, cảm ơn bạn Trịnh Thị Khánh Hà nhá. Huấn Nhi này, Huấn Nhi đã xe chưa này? Huấn Nhi đã xe chưa? Đây, Huấn Nhi xe rồi. Huấn Nhi xe rồi, gửi quà cho Huấn Nhi này. Gửi quà cho Huấn Nhi. Đấy, gửi quà cho Huấn Nhi luôn. Ngay và luôn cho Huấn Nhi luôn. Đấy. Đậu Hoàng Diễn này. Đậu Hoàng Diễn xe chưa? Đậu Hoàng Diễn chưa xe, chưa có quà cháu ơi. Lý này, Lý xe chưa? Nhớ là các cháu nhớ đặt xem trước fanpage của chú Minh để nhận được quà và tài liệu. Nhớ click vào nút chuông để mỗi lần chú Minh livestream sẽ nhận được thông báo của chú Minh livestream nhá. Đây cháu này cũng chưa xe chưa có quà cháu ơi. Phạm Trúc Vi, chú Minh xin phép chỉ tặng quà cho 10 cháu thôi ạ để tiết kiệm thời gian để còn dạy các bạn khác ạ. Ok Phạm Trúc Vi ạ. Phạm Trúc Vi gửi quà cho Phạm Trúc Vi. Ok, nhớ nhá, bước 1 xe lại. Ô chết rồi, bị chạy mất rồi. Ok, bị chạy mất rồi. Đây, chúng mình đã lấy lại quà đây. Sao chép ạ? Phạm Trúc Vi ạ, đang gửi quà cho Phạm Trúc Vi ạ, thì bị trễ mất ạ. Các cháu nhớ nhá, bước 1 xe lại video live stream của chúng mình. Bước 2 comment đáp án câu số 1 để nhận được quà. Ok, Phạm Trúc Vi này. Phương Linh có quà rồi. Thi Thi này. Thi ơi, Thi ơi, Thi, em có biết không Thi đấy. Đấy, Thi Thi xe rồi. Gửi quà cho Thi Thi luôn. Đấy. Thi Thi nhớ chuẩn bị có buổi buổi tới học óp nhá. Bài đầu tiên lớp 12 nhá. Thi Thi đi học óp chăm chỉ nhá. Chào Huỳnh Ngân. Hello, chào Huỳnh Ngân. Huỳnh Ngân xe rồi, gửi qua phần comment cho mình Huỳnh Ngân rồi. Như Đoan nào. Chúng mình xin phép gửi quà cho bạn Như Đoan và một bạn nữa thôi. Như Đoan chưa có. Như Đoan chưa xe. Nguyễn Trọng Đức ạ. Nguyễn Trọng Đức xe chưa? Nguyễn Trọng Đức xe rồi, gửi quà cho Nguyễn Trọng Đức ạ. Đây, gửi quà cho Nguyễn Trọng Đức ngay vào luôn ạ. Đấy. Gửi quà cho Nguyễn Trọng Đức ngay vào luôn. Ok, xong rồi. Ok, mình sang gọi tên nhá, xem câu số 1 này. Sang phần trắc nghiệm này căng thẳng hơn khá là nhiều ạ. Metin acrylat. Đấy, lúc nãy ở bên nãy chúng ta làm là chúng ta luyện thôi ạ. Nhá. Còn bây giờ là chúng ta mới gọi tên chuẩn này. Este metin acrylat xem nào. Cháu này là gì? Metin acetat vớt. Đúng không ạ? Cháu này là gì ạ? Vinin acetat vớt. Đúng không ạ? Cháu này là gì? Metin acrylat. Đúng đó rồi. Lấy C luôn, chuẩn C. Thế cháu này là gì ạ? Đấy mình gọi tên luôn, metin format nhá, vứt nốt. Ok. Sang câu số 2 ạ. Nào, câu số 2 thì các cháu nghĩ đáp án gì ạ? Đấy mình gọi tên ET trong một buổi này chúng mình hoàn toàn có thể dạy cháu cân lực được gọi tên ET. Cái phần mà các cháu sợ nhất chương trình lớp 12 thì đã có chú Minh ngồi đấy cân cho rồi. Không còn gì phải lo lắng và sợ sệt nữa nhá. Este vinin acetat xem nào. Vinin acetat xem cháu này tên gì nhá. Cháu này là metin. Đấy mình làm nhanh lên đi ạ. Metin thì không phải là vinin vứt. Thực ra cháu này là metin acetat vứt. Được chưa? Cháu này là gì ạ? Cũng là metin. Metin vứt chưa các cháu ơi? Metin acrylat vứt tiếp nhá. Cháu này cũng metin nhưng cháu này là metin format. Cứ là metin thì vứt rồi. Vậy ở đây chúng ta chỉ có cháu nào thôi ạ? Chỉ có cháu B vinin acetat nhá. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B bò vinin acetat. Ok. Số 3 nào. Số 3 nào. Este phenin acetat thì có công thức là gì? Este phenin acetat, cái câu này nhiều cháu bị nhầm cực kỳ luôn. Chúng mình thề, rất nhiều cháu bị nhầm nhá. Phenin acetat. Đây này, chúng ta quay trở lại xem cháu này. Rất nhiều cháu là tô đáp án A. Quay xe chết luôn. Quay xe chết luôn, tai nạn giao thông luôn. Đừng có quay xe ở đây. Đúng không ạ? Nhóm này nhóm gì ạ? Chúng mình vừa dạy. Đây, 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 đây. Tờ thần thánh của chúng mình đây ạ. Đây, nhìn rõ chưa? Cháu này là cháu phenin à. Không phải cháu phen. Cháu này cháu benzin ạ. Phenin đây cơ ạ. Nhìn rõ chưa? Đấy. Vậy, anh này vớt. Nhá. Anh này cháu vinin rồi. Vớt. Cháu này là cháu metin rồi. Vớt. Nhiều cháu bảo là không có đáp án đúng. Đề thi nó hay lừa lắm các cháu ơi. D đúng ạ. Nhìn kỹ hiệu chứng minh ạ. Đây này. Có phải phenin acetat là CH3COOC6H5 không ạ? Thì đây chúng mình viết ngược lại thôi. C6H5OOC CH3 toang chưa? Toang chưa? Toang chưa? Đấy, toang chặt. Câu số 3 đáp án đúng của chúng ta phải đáp án C và cực kỳ nhiều cháu toang. Ok ạ. Yên tâm không có gì hết, chúng mình độ nhá. Lừa một lần ở chúng mình thôi ạ.
để chúng mình lừa một lần thôi, còn lại sau đó sẽ không bao giờ bị lừa nữa, cứ yên tâm là như vậy. Ok, sang câu số 4 nào. 4 nào các cháu ơi? 4 nào? 4 là gì ạ? 4 là gì ạ? Chúng mình cần những cái comment đầu tiên về anh số 4, tên nó là gì ạ? Đấy, chúng ta đang gọi tên rồi. Vừa nãy là chúng mình hướng dẫn chúng ta gọi tên hầu hết tất cả thằng ET nhé. Xong bây giờ là mình đến cái chỗ phần là phần đi làm bài tập trắc nghiệm, xem có những cái gì bị lừa. Đấy, chúng ta sẽ học như vậy ạ. Ok. Đấy, nào câu số 4 à. Đấy, nhiều đứa kêu ối lừa. Thịt lừa ngon lắm. Este etinacetat. Thế cháu này là gì ạ? Cháu này ối được quên tên rồi đấy. Nghỉ mới có một tuần thôi mà quên. Gì ạ? Ancol etin lịch. Đúng không ạ? Anh này là gì ạ? Acid acetic vừa học xong. Đúng không ạ? Anh này là gì ạ? Etin acetat. Thế đúng là cái thằng chúng ta đang đi tìm rồi. Etin acetat, nhìn nó chưa? 4C cờ. Còn cháu này là gì ạ? Acetanihid hay là anhid acetic nhá. Số 5. Đố làm được câu số 5 đấy. Đố comment đúng được câu số 5 đấy. Đúng rồi, em cần nhiều câu lừa để không bị lừa. Chính xác luôn. Nào câu số 5 nào. Số 5 xem bao nhiêu đứa bị lừa. Ok. Hôm nay là một buổi học free nên là rất là mong muốn tất cả các cháu đã và đang theo dõi buổi học hôm nay cùng chúng mình hãy share lại video này, bởi đây là một video free ạ, và giúp chúng mình tát tất cả các bạn của các cháu vào trong video này với ạ. Este isobutinacetat. Thế bây giờ chúng mình lắp ghép vào cho cháu nhìn nhá. Thằng acetat đây. Acetat đây, lúc nãy mình học rồi đây. Acetat là cháu này đây. Đây, acetat đây ạ. CH3COH đây ạ. Đây, axit acetic đi từ axit acetic. Vậy acetat là CH3COO. Đúng chưa ạ? Isobutin. Isobutin đây, isobutin đây. Nhìn nó chưa? Đấy, cắm cái thằng này vào. Đây, cắm cái thằng này vào là CH2 C H CH3 CH3. Các cháu nhìn rõ chưa? Ui nhìn này rối mắt nhỉ. Xem nào. Acetat trước CH3CO đây, đây CH3CO. Nhưng thằng này có 1 2 3 carbon vứt không phải. Anh này là gì ạ? Acetat cơ mà nó phải là CH3CO cơ mà. Thằng này không phải CH3CO vớt. CH3CO được này. CH3CO được này. Toàn viết ngược, chơi kiểu viết ngược để ai chơi. Đúng không ạ? Đấy, loạn rồi. Nhiều đứa comment 5C này. Toàn không phải 5C đâu ạ. 5C. Chúng mình viết lại nhá. C này, C này, C này, C, O, O, C, CH3. Thế có đúng thằng này là thằng này quay ngược không ạ? Thằng này quay xe thành thằng này. Thằng này quay xe thằng này không? Đáp án đúng chúng ta 5 phải là gì? Hãy để bị lừa để chúng ta không bị lừa nữa. Ok. Câu số 6 nhá. Câu số 6 nào. 6 đáp án gì đấy ạ? Công thức cấu tạo của anilin acrylat. Công thức cấu tạo của anilin acrylat là gì? Căng thẳng phết nhờ. Anilin còn nhớ không ạ? Acrylat còn nhớ không ạ? Sai ở nhà lấy vợ thôi, 2 năm 3 lứa. Đây, axit acrylic đây. Vậy nó phải là CH2, CH3CO hay là CH2 nối đôi CHCOH. Đây, vậy nó sẽ là CH2 nối đôi CHCOO. Được chưa? Sai rồi ạ. Chúng mình vừa viết sai rồi, đấy rất nhiều cháu sai này ạ. Acrylate là đi từ axit acrylic cơ mà. Đây cơ ạ, axit acrylic đây cơ. Đây. Nhìn thấy chưa? Đây 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 đây. CH2 nối đôi CH COO. Gốc anilin đây ạ. Gốc anilin đây gọi. Đây. Nhìn anilin chưa? CH2 CH2 nối đôi CH đây là CH nối đôi CH2. Ok. Vậy thằng này không phải đầu axit thì có 1 2 3 carbon cơ mà. 1 2 3 4 vớt. 1 2 3 1 2 3 4 vớt. 1, 2, 3. Được chưa? Mình còn C và D thôi ạ. Gốc anilin ạ. CH2, CH, CH2. Đầy ô đính trực tiếp vào carbon chuyền nối đôi. Vớt. Được chưa ạ? Nào. Xem nào. Vậy chỉ có thằng nào thôi. D. Ok. Thấy không? Tờ này của chúng mình nó cân hết. Nhá. Tờ này của chúng mình cân hết tất cả mọi thứ luôn. Nào. Câu số 7 nào. Câu số 7. Isoamin acetat có mùi thơm của chuối chín.
Rồi cái này ok. Công thức của este này là, công thức của este này là, mới lại chơi isoamidacetat. Thế thì nó đi từ acetat là CH3 COO, gốc isoamin đây ạ. 5 carbon. Đây, đây là gốc isoamin nhá. Vậy isoamin acetat là CH3CO, CH3CO. Tành thế, thằng này không được. CH3CO, 5 carbon, 1 2 3 4 5. Đúng không ạ? Vậy đáp án đúng của chúng ta là gì? Đáp án D nhá. Isoamin acetat. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Đúng không ạ? Để 1 2 3 4 5 6 toang ạ, mắt lé 6 carbon. Ai bảo thằng này? Vứt đi. 7A. Đếm xem nhé. 1 2 3 4 5. Đúng chưa? Đáp án đúng đáp án A. Cẩn thận cùng toàn. Đấy. Yên tâm. Lừa để mình làm sao? Đúng nhiều hơn cái cháu nhé, yên tâm. Câu số 8. Số 8 xem đáp án gì ạ? 8 theo cháu nghĩ đáp án gì? Đấy, chúng mình đang dạy các cháu cái bài đầu tiên của chương trình lớp 12. Nếu mà chúng ta mà không nắm được cái tên gọi của este thì gần như chúng ta toang toàn bộ phần lớp 12 luôn. Thế nên là yên tâm là đã có chúng mình ở đây. Chúng mình đứng ở đây để độ cho các cháu học cái bài hôm nay, để chúng ta thuộc lòng về việc gọi tên thì không có gì là sợ sệt nữa nhá. Có chú Bích ở đây rồi, không có gì là kinh hết. Ok ạ, sẵn sàng chiến tiếp không ạ? Câu số 8 ạ. Este có mùi thơm của hoa nhài nào? Este có mùi thơm của hoa nhài nào? Xem nào. Cái này là nó liên quan đến kiến thức este rồi ạ. Este có mùi thơm của hoa nhài, các cháu nhớ nhá. Cái này phải nhớ ạ. Benzin acetat nhá. Mùi thơm của hoa nhài là benzin acetat, cái này thuộc ạ, đánh dấu sao lại để thuộc ạ. Thuộc ạ, sau này thi đấy ạ. Ok ạ, sau này thi đấy ạ. Nào câu số 9 nào. Số 9 ạ. Etin isovalerat có mùi thơm của táo chín. Xem nào. Xem nào. À, cách gọi tên rất là đơn giản các cháu nhá. Cách gọi tên của chúng ta là gì nhỉ? Bằng tên của gốc thế. Cộng đây đây đây, nhiều cháu xin cách gọi tên. Đây, cách gọi tên đây. Đây bằng tên của R phải cộng tên thường của axit tương ứng, bỏ x thêm mát nhé. Công thức đây rồi, cứ lắp vào công thức mà chiến đấu thôi, không có gì kinh hết. Đấy, chúng mình còn ghi rõ cái biểu thị ra đây là nhá. Câu số 9 à. Etin isovalerat có mùi thơm của táo chín. Công thức cấu tạo của este này là, đây ghi rõ là isovalerat. Vậy là nó phải có 5 carbon, 1 2 3 4 5 iso đây. OO etin C2H5. Được chưa? Vậy là đuôi là COCH5, cháu này được. OCH5, cháu này được. Cháu này OCH3 toang. Cháu này CH5CO toang. Vậy chỉ còn gì ạ? A và C. Đúng không ạ? Isovalerat 1 2 3 4 5 carbon, 1 2 3 4 5 6 vứt. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Đấy, rất nhiều cháu mắt lé đến này. 2 3 4 5 6 carbon. Đây chỉ có 5 thôi ạ. Và là V. V là có 5 mà. Được chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta phải là đáp án C nhá các cháu nha. Xem nào, câu số 10 nào. Câu số 10 nào. Etin butyrat có mùi dứa. Etin butyrat có mùi dứa. Tìm xem đó là chất nào. Căng đấy. Các cháu nghĩ cái thằng etin butyrat có mùi dứa thì nó là chất nào sau đây ạ? Xem nào. Chất nào ạ? Etin butyrat nhá, nên nhớ là đề bài hỏi chúng ta là etin butyrat thì có mùi dứa. Tìm xem nó là chất nào. Chất nào? Chất nào có mùi dứa? Mùi dứa ngon phết, nhắc đến dứa mình lại nhớ đến nước dứa. Càng lắm, nếu mà đi thi với cái chó này là phải chết hết. Mắt lé là mẹ khóc ròng hai dòng nước mắt luôn. Đi thi như các cháu biết rồi là chúng ta rất hay bị mắt lé, đúng không? Thì yên tâm ở đây phải có chú Minh chống mắt lé rồi. Lo gì nữa, đúng không? Nào xem nào. Câu số 10 ạ. Etin butyrat có mùi dứa, vậy tìm xem đó là chất nào ạ? Xem nào, etin buti, xem nhá, quay ngược trở lại đây. Đây, buti đây, buti. Đây buti 1 2 3 4, nhìn thấy buti chưa? 1 2 3 4 butyrat. 1 2 3 4, được chưa? OO etin là gì? C2H5. Vậy ở đây chúng ta sẽ có này, xem nào. Đuôi phải là OO C5. OCH5, OCH3, vớt. OCH5, OCH3, vớt. Vậy chỉ còn A và D. Cẩn thận trong mắt lé nhá.
cẩn thận không mắt lé. Vậy ở đây chúng ta có này, etin rồi, butyrat có 4 carbon. 1 2 3 4. Vứt chưa? Cháu này là iso. Cháu này mới có 4 này, 1 2 3 4 này. Viết ngược lại đây, thằng này quay xe ra thằng này. Vậy đáp án đúng của chúng ta thế nào chứ? Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. D nha. D nha các cháu nha. À chúng mình thì vẫn là mắt lé rồi. Cái này chúng mình vẫn mắt lé rồi, cái này chúng mình nói đúng luôn. Ok. Ok. Chúng ta sang phần gọi tên nhá. Ok, chúng ta sang phần tiếp theo ạ, phần thủy phân ete. Các cháu có muốn học luôn phần thủy phân ete không ạ? Các cháu có muốn học thêm luôn phần thủy phân ete không ạ? Cháu nào muốn học thì chấm cái ạ. Xem video livestream này lại về tường ạ, và giúp chú Minh tag các bạn của các cháu ở đây vậy. Ok ạ, sẵn sàng không ạ? Sẵn sàng thì mình học, không sẵn sàng thì để buổi sau. Lo dè. Xe nào có chiến đấu không ạ? Hay thôi nghỉ. Nghỉ ngủ cho khỏe à? Ôi quất chứ sợ gì đúng không? Yên tâm của chú Minh Độ, không có gì kinh hết. Nào, thế đây chúng ta kết thúc xong cái tờ thần thánh này nhá. Cái tờ thần thánh này thì chú Minh có link ở cái phần này các cháu. Oh no. Hết pin. Hết pin rồi. Ừ.